Top 4 cách giúp chuỗi telomere dài hơn mà ai cũng nên biết. Theo Healthline.com, một nghiên cứu năm 2013 trên 10 nam giới có nguy cơ thấp mắc ung thư tuyến tiền liệt. Các đối tượng này được thay đổi lối sống bao gồm việc tuân theo một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng bằng tập yoga. So sánh nhóm 10 đối tượng này với 25 người tham gia khác mà không có điều chỉnh về lối sống, thì thấy rằng nhóm 10 đối tượng có thay đổi lối sống có cấu trúc telomere dài hơn sau 5 năm theo dõi. Vì thế, nếu bạn sở hữu cuộc sống khỏe mạnh toàn diện từ bên trong, hãy áp dụng ngay 3 cách sau đây. 1. Thêm nhiều rau xanh vào bữa ăn. Một nghiên cứu khác năm 2018 trên 5.000 người trưởng thành đã cho thấy việc ăn nhiều chất xơ có liên quan đến khả năng kéo dài telomere. Nguyên nhân có thể là do chất xơ giúp điều hòa đường huyết. 2. Cân bằng cảm xúc, kiểm soát cảm xúc. Khi bị căng thẳng, cơ thể giải phóng ra các hormone có thể gây ra stress oxy hóa. Điều này có thể gây ra nhiều tổn thương cho phân tử DNA, làm ngắn cấu trúc telomere. Do vậy, giảm căng thẳng sẽ giúp giảm stress oxy hóa và các nghiên cứu đã cho thấy điều đó. 3. Tập thể dục thường xuyên. Những người có hoạt động thể chất thường xuyên có chiều dài telomere dài hơn so với những người ít hoạt động hoặc hoạt động trung bình. Cũng một nghiên cứu khác cho thấy, những người tập thể dục nhịp điệu cường độ cao có sức bền cơ bắp tốt hơn và có cấu trúc telomere dài hơn người bình thường. 4. Liệu pháp Excessive Flight Extension tại Healthcare giúp chuỗi telomere dài hơn một cách an toàn và hiệu quả. Dù bận rộn với những cuộc họp, gặp gỡ đối tác, nhưng Healthcare mong rằng bạn sẽ luôn quan tâm đến sức khỏe của mình. Hãy để Healthcare đồng hành cùng bạn trên hành trình nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày nhé. Healthcare, trung tâm y sinh học dẫn đầu châu Á, chuyển giao công nghệ độc quyền từ châu Âu. 6A Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0901 311 355 hoặc 02888 862 826. Email info@healthcare.vn.